Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một vài lệnh cơ bản trên AutoCAD. Đây là giao diện mới vào của AutoCAD, phần mềm thiết kế 3D hoặc 2D. Nhưng mình chuyên vẽ và thiết kế 3D, nên đây là những file mà mình đã thiết kế. Còn muốn tạo một cái file mới thì các bạn hãy bấm vào đây. Đây là giao diện chính để vẽ trong AutoCAD. Còn đây là thay đổi góc nhìn của mẫu vật. Thường thì mình sẽ xài phím Shift và nhấn con lăn của con chuột để xoay, còn lăn con chuột để thu nhỏ và phóng to. Rồi, lệnh đầu tiên là lệnh line, thì các bạn cứ để con trỏ chuột vào đây và nhập từ bàn phím, nhấn chữ L. Đây, nó sẽ hiện ra lệnh line và bạn nhấn nút space hoặc là enter để chọn lệnh này. Cái đầu tiên cần chọn là điểm gốc của một đường thẳng, thì chọn bất kỳ cũng được, hoặc là mình thích thì mình nhập vào độ vào, thì mình nhập vào độ là 0, 0 là 0 x, và muốn chuyển qua vào độ y, và độ y thì mình nhấn dấu phẩy, đây tạo độ y 0, phẩy và độ z 0, enter. Tiếp theo là chiều dài của đường thẳng. Ở đây có hai thông số là chiều dài và góc độ. Thường thì mình sẽ vẽ theo kiểu vuông góc, nên là mình sẽ chọn ở dưới đây là Auto Mode hoặc là Polar Tracking. Polar Tracking mình hay chọn là 15-30, 45-60. Ở đây thì khi mà rê tới 0 độ, nó sẽ bắt điểm, bắt một đoạn đường 0 độ ở đây. Rê tới 15 độ rồi nó sẽ tự động bắt 30, 45, 60 và 90. Thì mình sẽ nhập vào, mình để con chuột như thế này, mình muốn hướng nó như thế này, mình rê chuột như thế này và nhập vào 5 theo đơn vị là mm, enter. Mình muốn vẽ một hình vuông bằng lệnh line thì mình cứ rê theo vuông góc 90 độ 5mm và 5mm, và mình sẽ chọn bắt điểm như thế này. Khi mình rê tới đây, nó sẽ hiện chữ, hiện cái hình ô vuông và chữ endpoint, thì đó là bắt điểm 2D. Bắt điểm 2D bạn có thể tự chọn ở đây Snap User to 2D Reference Point, nhấn vào đây và bạn sẽ chọn. Thường mình sẽ xài những cái thao tác như thế này là endpoint đây, perpendicular đó, mình sẽ chọn như thế này và mình sẽ bắt điểm vào đây. Muốn thoát lệnh thì bạn nhấn escape hoặc enter hoặc là phím space để thoát lệnh. Mình đã có hình vuông như thế này. Tiếp theo mình sẽ vẽ lệnh đường cong. Thì lệnh đường cong trong AutoCAD ghi là A, R và C, vào enter. Thì lệnh thứ nhất mình sẽ chọn điểm đầu tiên, mình thích chọn chỗ nào đó thì mình chọn, mình thích chọn điểm này. Mình sẽ chọn điểm thứ hai là điểm này, và chọn điểm thứ ba điểm này. Thì nó sẽ dựa vào ba điểm mình chọn và vẽ ra một đường cong bất kỳ như thế này. Dựa vào ba điểm nha, vẽ một đường cong. Nếu mà mình nói hình tròn, nếu mà mình nói ba điểm này lại, nó sẽ tạo ra một hình tròn này, vẽ như thế này. Vậy là xong rồi đó. Tiếp theo mình sẽ vẽ lệnh spline. Lệnh spline là lệnh vẽ những đường liên tục theo
của mình. Ví dụ mình sẽ nhập lệnh SPL slide này, enter. Mình chọn điểm đầu tiên, sau đó mình chọn điểm thứ hai. Đó, nó cũng giống như một lệnh arc, nhưng mà lần này nó sẽ nói liền liên tục dựa trên những cái điểm mà mình đã chọn. Đó, lệnh này thì tích hợp vẽ những cái đường cong như là gợn sóng hay là vẫy rồng. Đó, thì đây là lệnh slide. Đây là một lệnh khá là cơ bản và thường được sử dụng trong AutoCAD để vào vẽ, đó là lệnh vẽ đường tròn. Nhập vào C, đây, circle đây, enter. Cái đầu tiên mình sẽ chọn là tâm của đường tròn. Thì tâm của đường tròn mình muốn đặt điểm ở đâu cũng được. Ví dụ như là đây là intersection, giao nhau của các đường này. Đây là trung điểm, midpoint. Đây là endpoint. Và đây là midpoint. Ở đây có một cái mắt điểm là tâm của đường tròn ở đây. Đây, đây, center. Nó sẽ hiện một biểu tượng hình tròn xanh lá cây và hiện ở giữa center. Và tâm của cái đường tròn này này, đây, cái đường tròn mình rê theo về đây, đó đây. Bây giờ mình muốn vẽ nó ở đây, click vô. Đấy, thông số đây là thông số bán kính của đường tròn. Bây giờ mình không muốn nhập bán kính của đường tròn, mình sẽ nhập đường kính. Thì mình nhấn chữ D và enter. Này, mình sẽ chuyển qua là đường kính. Mình nhập đường kính là 10 mm, đơn vị là mm, enter. Này, mình sẽ vẽ xong đường tròn. Và một lệnh cơ bản nữa nhưng khá thông dụng, đó là lệnh polygon. Mình sẽ nhập vào B, O, L và enter. AutoCAD sẽ hỏi đây là hình có mấy cạnh. Thì nếu mà muốn cạnh là sẽ ra hình vuông 4. Và AutoCAD sẽ hỏi là điểm đặt của bạn ở đâu, thì mình chọn đại ở đây. Inscribe in circle và circumscribe about circle có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trên đây inscribe là nó tính từ tâm, là cái điểm mình vừa chọn lúc nãy, tính ra đến cái đỉnh, đến cái đỉnh của cái hình. Ví dụ hồi nãy mình chọn là bốn cạnh thì sẽ ra hình vuông, thì nó sẽ tính từ tâm mình chọn đây ra tới đỉnh của hình vuông là bao nhiêu, và những cái này để ra tới đỉnh hình vuông như thế này. Và mình sẽ nhập vào năm, thì muốn biết nó có chính xác hay không thì mình sẽ đo thử, đo bằng cách dùng lệnh line cơ bản, line enter. Sau đó mình sẽ chọn cái đỉnh này và mình sẽ bắt ngay cái tâm này. Vậy mình bắt ngay tâm này có mấy cách, thì sẽ có hai cách hoặc là nhiều cách, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì sẽ có hai cách, đó là shift chuột phải, mình chọn mid between high points, bấm vào đây và mình chọn điểm này và điểm này, đấy, và enter. Nó sẽ bắt điểm chính giữa của hai điểm mà mình đã chọn để xem cái thằng này có phải là nằm không. Click chuột hai lần, chuột trái hai lần thì đoạn này sẽ là nằm. Tiếp theo mình sẽ vẽ polygon và mình chọn là 5. Thì 5 này là 5 cạnh là ngũ giác. Enter. Mình sẽ chọn cái này. Không, mình chọn đây đi. Chọn này. Cái tầm này. Đây, lúc này mình sẽ chọn ở dưới đây là circumscribe, có nghĩa là tính từ tâm cho đến cái cạnh bên của cái hình. Đây, cạnh bên của hình này, hình ngũ giác.
thì mình sẽ chọn đại ở đây đi. Này, bật điểm như này. Vậy là xong. Thì đối với hình đa giác mà mình muốn chọn nhiều cạnh thì mình cứ nhập. Thay vì nhập 3, nhập 4, nhập 5 thì mình sẽ nhập 10. Xem nó ra cái gì nha. Chọn này. Chọn circumscribe. Đó. Đây là hình 10 cạnh thập giác. Đó. Mình canh làm sao mà cho nó đẹp. Đó. Cái này đi. Thì mình sẽ nhấp vào là 5. Thì từ cái cạnh này nè, từ cái cạnh này cho đến cái tâm của hình này sẽ là 5mm. Thì mình đo thử nha. Bây giờ nó như thế này. Mình sẽ chọn ngay trung điểm này. Và cách 2 để mình xác định được cái tâm của hình 2D thì mình sẽ nhấp vào chuột phải, Shift vào chuột phải, và mình chọn Geometric Center vào đây. Sau đó mình sẽ drag vào cái hình này và nó sẽ xuất hiện cái chấm tròn ngay chính giữa. Và mình sẽ click vào, mình click ở đâu cũng được tại vì nó đã hiện cái hình tròn xung quanh cái chấm giữa đây nè, hình tròn sẽ bắt ngay đây nè. Thì mình click vào thì nó sẽ tự động bắt điểm luôn. Click chuột trái vào. Đó, Enter. Enter để thoát lên. Rồi, kiểm tra bằng cách click chuột trái 2 lần. Này, đây là 5mm. Thế là xong. Bây giờ mình sẽ tạo một cái khối 3D cho AutoCAD. Thì nếu mà muốn tạo một khối 3D, mình sẽ vẽ một cái lệnh như là box, hoặc là pyramid, hoặc là sphere, hoặc là torus để mà tạo ra những cái khối 3D. Thì trước tiên các bạn phải chuyển cái góc nhìn của mình sang 3D. Đây là 2D đây. Đây là X và Y, không có Z. Khi mà mình chuyển, mình sẽ nhấn Shift và nhấn vào con lăn của con chuột. Này, sẽ chuyển qua chế độ 3D Orbit. Này, nó sẽ xuất hiện thêm chục Z ở đây này. Đó. Thì lệnh đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là lệnh Box. Box. Này, Enter. Rồi, chọn điểm đầu tiên của cái box thì mình sẽ chọn đại. Thì muốn thiết kế một vật 3D và hoàn thiện thì mình chọn điểm đầu tiên theo cái ý của mình để tạo ra một cái sản phẩm 3D. Thì mình chọn như đây. Này, khi mình kéo ra nữa, nó sẽ ra hình chữ nhật hoặc hình vuông như thế này. Thì cái chỗ mà được bôi màu xanh dương đó chính là nhập cái chiều dài của cái hình box, chiều dài hoặc chiều rộng nha. Ví dụ mình nhập vào 5 và mình muốn chuyển qua cái chiều còn lại thì mình sẽ nhấn nút tab trên bàn phím, tab này, nó sẽ chuyển qua chiều như thế này, chiều còn lại, và mình sẽ chọn là 10. Rồi Enter. Đó. Và bây giờ mình sẽ nhập chiều cao. Thì 3D là 3 chiều. 3 chiều là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Mình đã nhập 2 chiều là chiều dài và chiều rộng rồi. Bây giờ mình nhập tiếp chiều cao. Thì mình nhập là 10mm. Và Enter. Đó. Đây là một cái khối 3D như thế này. 3D như thế này. Và mình muốn kiểm tra nó có đúng cái thứ hay không thì nó phải là 3D solid như thế này. Này, 3D solid thì mình mới có thể đưa vào máy in 3D mà mình in được. Đó, thì mình click chuột trái 2 lần vào, nó sẽ hiện ra tổng số cho mình. Này, 5, 10 và 10 như hồi nãy là mình đã vẽ. Và 3D solid đây. Rồi, nhấn dấu chéo để close. Bây giờ mình muốn chuyển cho nó thành một cái khối đặt luôn để mình dễ nhìn thì mình sẽ chọn trên này. Nó đang là cái khung hình 2D chỉ bằng nét vẽ đơn thuần thôi, thì mình sẽ nhấn vào đây và chọn conceptual. Mình thường hay xài conceptual. Chọn vào đây. Nếu các bạn muốn
đẹp hơn thì chọn vào shade hoặc là hidden. Đây, rồi là xong lệnh box. Tiếp theo mình sẽ vẽ lệnh cylinder. Cylinder là một vẽ hình khối trụ. Mình vẽ hình khối trụ cylinder, gõ vào C dài và L, enter. Thì mình vẽ ở đây đi, vẽ ở đây, kéo ra. Đầu tiên là cái đường nét nước mà màu vàng, đó chính là cái đường bán kính của cái hình tròn này. Thì thường mình sẽ không nhập bán kính, mà mình thích nhập đường kính thì mình sẽ nhấn chữ D. Đây, hiện chữ D và enter. Đây, mình sẽ nhập ra đường kính của cái hình trụ này. Mình nhập là 10 đi, 10mm, 10mm màu xanh đó. Nhấn vào đây, enter. Rồi, mình sẽ chọn chiều cao của hình trụ này là 30, là 3cm, enter. Đấy, mình sẽ vẽ được cái trụ như thế này. Rồi, tiếp theo mình sẽ vẽ một cái hình nón. Thì hình nón có lệnh là cone, C-O-N-E, cone. Cone là cái nón, enter. Thì chọn tâm của cái đáy hình nón, đáy hình nón hình tròn, và ở trên là giống như là hình chóp vậy. Đó, đáy nó hình tròn, mình chọn tâm của nó ngay đây đi cho nó đẹp. Rồi, click một cái, chọn bán kính. Thì bán kính mình chọn mắt điểm là ngay đây. Đây, cái mắt điểm này gọi là mắt điểm quadrant, là 1/4 của hình tròn, góc phần tư của hình tròn đó. Quadrant đây, click vô. Đây, mình sẽ bắt ngay đây, hiện lên chữ quadrant. Không giờ. Rồi, mình kéo lên chiều cao của cái nón này, kéo như thế này. Đó, ví dụ mình muốn cho nó nhọn nhọn xíu, mình kéo cao lên, muốn bình thường thôi là chọn 15 đi, nhập vô 15. Rồi, ra được cái nón chơi như thế này. Thì mình cũng giới thiệu luôn, nếu mà nó có hai cái khối riêng biệt như thế này mà mình muốn cho nó kết hợp lại thì mình sẽ dùng lệnh union, u n E, union và enter. Đấy, mình sẽ chọn vào cái khối này và khối này, enter. Nó sẽ liền là một khối. Đây, khi mình click chuột trái vào, nó sẽ liền là một khối. Để làm chi? Để mà khi mà mình sử dụng những cái lệnh như là chamfer, là lệnh vát góc, hoặc là lệnh fillet, là để làm bo góc, bo tròn góc, thì dùng lệnh union. Ví dụ mình bo góc ở chỗ này đi, thì mình sẽ dùng lệnh fillet, F, enter. Này, đầu tiên là mình sẽ chọn cái cạnh mà cần fillet, là cần bo tròn. Mình nhấn vào đây. Đấy, nó sẽ tô viền đậm lên. Và nó sẽ hỏi là cái radius để mà mình fillet, để mà mình bo tròn nó là bao nhiêu. Thì nếu mà mình bo tròn từ đây vào đây, thì mình click từ đây vào đây, nhưng mình không thích. Mình thích là theo ý của mình thì mình nhập vào là ví dụ là 5mm đi, 5mm. Mình enter là bán kính đó nha. Bán kính tính từ tâm của cái đường tròn này. Đó, enter. Mình sẽ nhấp lại một lần nữa, click vào và enter. Đó, nó sẽ bo tròn như thế này. Do là cái hình này hơi khó nhìn nên mình sẽ mô một cái hình khác. Này, là gọi là F, enter. Rồi, click vào đây. Đó, click vào cái cạnh mà mình muốn. Đó, mình sẽ nhập vào bán kính là 5. Này, mình đã nhập sẵn khi nãy rồi, nó sẽ nhớ. Mình enter tiếp. Rồi mình chọn. Ở đây nó có 3 chế độ, là chain, là chuỗi, nước đọc vào và radius là cái bán kính hồi nãy mình nhập á. Thì nếu mà mình chọn một cái cạnh như thế này thôi thì mình sẽ chọn như thế này. Thì nếu mà muốn bo thêm một cái này nữa,
chọn hai cạnh riêng biệt như thế này. Nếu mô hình này thì chọn ba cạnh riêng biệt, nhưng nếu mình chọn bốn cạnh ở trên một mặt phẳng như thế này thì sao? Mình sẽ chọn hình lúp, nhấn vào chữ lúp, xong mình chọn cái chỗ này đó, nó sẽ chọn cho mình là cái viền như thế này. Mình có đồng ý hay không thì mình nhấn accept, nhưng mà mình muốn chọn ở trên đây mà thì mình sẽ nhấn next đó. Thì bây giờ nó sẽ tô viền đậm ở trên này, viền đậm xanh dương như thế này, và mình đồng ý accept rồi mình nhấn enter đó. Vì do là cái độ mô góc mình lớn quá nên nó sẽ ra như thế này. Bây giờ mình bấm Ctrl Z lại đi, Ctrl Z lại đó. Bây giờ mình fillet cái góc, cái bán kính nhỏ hơn, F mình chọn này, chọn một thôi, một rồi chọn lướt, chọn vào đây, không được, next, rồi ok, accept, enter đó. Đây sẽ mô góc, mô tròn góc như thế này, mô tròn cạnh chứ, xin lỗi, mô tròn cạnh đó. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ lên khối cầu, thì khối cầu là sphere, S P H sphere, enter. Đây mình sẽ chọn đi mất đi, thì những hình mình đã vẽ như thế này mình chọn dưới đây đi. Đây mình kéo xuống đây, mình shift và nhấn vào con lăn con tuột để chuyển đổi góc nhìn đó. Mình chuyển dưới đây, mình remove, mình muốn chọn cái tâm này thì mình trước tiên mình remove cái đường như thế này, remove cái đường tròn này, remove này, remove thôi, và nó sẽ hiện cái dấu cộng ngay tâm này. Và khi mình remove tâm nó sẽ dính luôn con trỏ như thế này đó, là nó bắt điểm những cái center của hình tròn. Mình click nó đó. Đây là mình nhập bán kính của cái hình cầu đây, bán kính đây, thì muốn bán kính nó bằng như bán kính của cái hình trụ này thì mình chọn vào bắt điểm quadrant đây, về vào đây và click rồi mình đã tạo một cái khối cầu như thế này. Thì khối cầu nó thực ra nó như thế này, nếu mà mình vẽ bên ngoài này đó, khối cầu. Rồi bây giờ mình muốn kết hợp nó lại thì là union, enter, click vào đây, click vào cái này, enter, và nó sẽ trở thành một khối liền mạch. Mà bây giờ mình thấy cái lưới này nó lưới nè, cái lưới đen đen này nè, nó hơi phiền phức nên mình sẽ chọn tắt nó đi, là display drawing grid này, off nó. Rồi xong, gọn gàng sạch sẽ. Còn ba lần vẽ 3D nữa, nhưng mà thường thì ba lần này mình sẽ ít khi nào xài lắm. Thì đó là ba lần là vẽ hình kim tự tháp, pyramid này, PIR pyramid. Mình click ở đây là chọn ngay tâm của cái đáy của hình kim tự tháp đấy. Rồi bây giờ mình chọn là cái tính từ tâm trên cái cạnh thì mình chọn khoảng 20 đi, enter. Rồi mình sẽ kéo lên như thế này, chiều cao của hình kim tự tháp. Hình kim tự tháp này còn gọi là hình chóp, chóp đều á. Rồi nhập 30, enter, đó ra hình kim tự tháp. Rồi bây giờ mình muốn tạo một cái mặt đối xứng với hình này ở dưới đây để mà cho ra một cái hình kiểu hình kim cương đi. Đó, thì mình sẽ dùng lệnh mirror, m i mirror, enter. Thì mình sẽ chọn vào cái vật phần mirror, chọn vào đây, enter. Mình sẽ chọn cái điểm để làm một cái mặt phẳng để mà mình đối xứng, mình lấy đối xứng qua, thì mình chọn điểm là mặt phẳng ở đây. Thì mặt phẳng nó sẽ chọn là mặt phẳng xy đó, tại vì mình nên chọn là world đây. Mà world này này này, name UCS combo control đây, mình đang chọn world. Mà world thì nó là xy, là cái mặt phẳng nằm ngang. Thì
Nếu mà mình chọn điểm ngay đây, nó sẽ lấy mặt phẳng XY để mà làm lấy đối xứng qua. Chọn vào đây. Đó. Thì trục Z nó là trục đối xứng. Đó. Trục đối xứng của mirror. Đó, nó sẽ xoay xung quanh trục Z như thế này. Nhưng mà mình không muốn xoay xung quanh trục Z như thế này, mà mình muốn cho nó xoay xuống dưới, thì mình escape đi, mình chọn là world và chọn right hoặc left để mà cái trục Z không, chọn front đây, để mà cái trục Z này nó nằm ngang như thế này, thì trục Z nó nằm ngang như thế này mình mới xoay nó xuống được. Chọn là mirror, click vào đây, enter, chọn vào đây. Đó. Mặc dù cái điểm bắt nó nằm ngoài đây thì đó là một cái lỗi của AutoCAD, nhưng mà không sao, mình cứ bắt chúng điểm midpoint mà rê ngay cái đường này thôi. Chọn vào đây. Đó. Đây, bắt polar đây, bắt điểm, bắt đường polar đây, click vào, click. Và nó hỏi là mình có xóa cái vật mà mình đã chọn để làm mirror không, thì mình không muốn xóa, mình chọn no, muốn xóa thì chọn Z. Rồi mình chọn no. Đây, ra hình diamond. Đó. Bây giờ mình muốn nó hợp lại thì là union. Enter. Chọn hai này là union. Và là xong. Thì có một lệnh ngoài union ra thì có một lệnh gọi là subtract. Thì là subtract như thế nào? Bây giờ mình sẽ di chuyển cái thằng này, thằng này đi vào ngay cái điểm chính giữa của cái đường hình này. Đó, thì nó sẽ như thế này, đó, nó bị khuất đường như thế này, nhưng mà nó chưa có bị khuất thiệt nha. Bây giờ mình phải subtract nó đi, subtract là mình trừ nó đi. Đó, subtract thì mình enter cái đầu tiên, đó là mình chọn vật cần giữ lại, chọn vật cần cắt, chọn vào đây. Enter lần thứ hai là chọn cái vật mất đi, là mình bỏ cái thằng này đi để mình ra được cái rãnh như mình mong muốn. Đó, mình chọn này, enter. Đó, nó sẽ ra như thế này. Bây giờ nếu mình muốn làm cho nó bốn cạnh thì sao? Bây giờ mình cần reset lại. Không phải là mình cách đầu tiên là mình copy nó, mình sẽ dùng lệnh co enter và copy cái tâm như thế này, copy rê vào chính giữa như thế này bốn lần như thế này. Đó, rê vào tâm và enter để thoát lệnh, mình sẽ subtract. Rồi chọn cái vật này, enter một phát để giữ cái hàng này lại, mà chọn những cái thằng cần được biến mất. Thì mình chọn bốn cái, một là mình chọn click riêng từng bốn cái, hai là mình chọn bao quát hết tất cả, nó bao quát luôn cái hình diamond không sao hết. Tại vì sao? Tại vì ban đầu là mình đã chọn cái thằng đó là giữ lại rồi, bây giờ mình chọn thêm nó nữa thì nó cũng sẽ bị giữ lại thôi. Còn mấy cái hình tròn, hình cầu như thế này mình không có chọn giữ lại thì nó sẽ biến mất. Và enter. Đấy. Rồi xong. Cách thứ hai để mình nhân bản nó theo cái như thế này thì mình sẽ dùng lệnh array. Mình sẽ nhập a r array như thế này và enter. Mình sẽ chọn vật cần array, chọn như thế này, enter. Thì nó sẽ hỏi mình là cái array type của mình như thế nào, là mình polar path hay là rectangular. Thì nếu mà mình xoay xung quanh như thế này thì đó là polar. Polar là theo đường tròn, mình bấm polar và mình sẽ chọn ngay tâm của này. Bây giờ nếu mà mình để chế độ conceptual này thì mình sẽ không thể nào mà chọn ngay tâm của này được, thì mình sẽ click vào đây và chọn lại 2D wireframe. Đấy, bây giờ nó mất lệnh ấy rồi thì mình chọn lại lệnh là array, enter, click vào đây, vật cần array, enter, polar. Và bây giờ mình có thể chọn như thế này bằng cách
Mình click vào Shift chuột phải, click vào Meet Between Two Points, bấm vào đây, bấm vào bên kia. Đấy, nó sẽ quay xung quanh như thế này. Bây giờ cái vật của mình nó hơi kỳ. Tại sao? Tại vì nó lấy hệ quy chiếu khác. Lấy hệ quy chiếu khác. Bây giờ mình sẽ thoát nó đi. Và mình chọn lại, chọn là World như thế này. Đó. Mình chọn Array. Chọn Array. Hoặc là chọn ngay điểm chính giữa. Midpoint. Array. Ở đây. Đó. Bây giờ nó không có chia đều như mình nghĩ. Đó, bây giờ mình sẽ chọn như thế này. Mình chọn 4 cái. 1 cái thôi. Enter. Đó. Là nó sẽ đi hết một vòng như thế này theo polar, là theo cái đường tròn đó. Và nó sẽ chia cái vật này ra làm 4 đoạn bằng nhau, thì khoảng cách từ đây đến đây bằng nhau, bằng nhau, bằng nhau. Thì cái chỗ này nó sẽ ra 4 vật như thế này. Và mình đây nó sẽ hiện lên axis. Thì enter một cái đi axis. Nhưng điều đặc biệt là khi mà mình làm lệnh array này, thì khi mà mình click vô thì nó vẫn sẽ là hiện lên array. Mình sẽ không thể nào mà union hay là subtract được. Thì cách làm như sau. Mình sẽ chọn như thế này, chọn vào array này, mình click chuột phải. Đây nó sẽ hiện ra cái bảng này. Thì ở đây không có, mình sẽ nhập vào là vào cái bàn phím là explode, explode đây, explode đây, click vào explode, mình click vào vật này, click vào vật mà nãy mình đáp đấy đó, mình sẽ enter. Rồi bây giờ nó sẽ phân ra từng vật như thế này, vật riêng biệt. Đó, bây giờ mình có thể subtract nó rồi. Đó. Đây là một cái mẹo để mà thao tác nhanh thôi, chứ mình làm kiểu nào cũng được hết, không sao cả. Nhưng sao là nó ra vực dưới nào được. Rồi. Ok. Và muốn lưu lại thì các bạn chỉ việc nhấn Ctrl S. Đây. Thì nó sẽ lưu dưới dạng là WDG. DWG. Thì sau đó mình có thể mở cái bản vẽ mình lên. Đó, thì mình save vô cái chỗ mà này, chỗ mình cần save vô. AutoCAD file đây. File drawing đâu, đây. Đưa vô đây. Mình đặt là cái gì đó theo tên của mình thích. Rồi mình bấm save. Thì là xong. Nhưng mà nếu mà mình muốn xuất cho máy in 3D thì mình sẽ save đầu tiên. Save vào cái hồi nãy đi. Cái này là cái chọn vào thư mục mà mình cần save nha. Chọn phim, chọn đúng rồi, chọn file drawing, chọn 3D đi, 3D solid. Rồi mình nhấn save. Rồi bây giờ mình muốn xuất cái vật để mà đưa vào cái phần mềm in 3D thì mình sẽ dùng là exp, là export. Enter. Rồi mình sẽ chọn vào cái chỗ mà mình cần xuất nó ra, vào in 3D này. Đây là cái location mà mình đã tạo ra. Thì options đi, thì save vô đây. Thì các bạn bấm vào đây nè. Các bạn chọn, đây là có nhiều chỗ đây. Thì các bạn chọn vào lithography đuôi là .stl để mà đưa vào máy in 3D. Bấm vào đây và save nó. Save đó, save thằng nào và save thằng này. Enter. Rồi, sau đó mình sẽ bật vào phần mềm in 3D. Phần mềm in 3D của mình thường là mình xài Repeater Host như thế này. Thì sau đó mình sẽ có để link dưới description để các bạn tải link của AutoCAD, file nén của AutoCAD thì lại file của Repeater Host để các bạn dễ tải hơn. Click vào đây. Rồi thông số thì mình sẽ setup, mình sẽ hướng dẫn setup sau. Thì đưa vào phần mềm, đây là một cái máy in cỡ lớn của mình là 600 xi và 600 chiều cao là z.
Thì ở đây là giao diện của phần mềm In3D. Các bạn bấm vào Add Object. Đây, Add Object. Sau đó các bạn chọn cái file mà hồi nãy các bạn tạo ra, lưu đây. Đó. Đây. Thì thường là ít khi, ít ai mà làm cái file như thế này lắm, tại vì thứ nhất là nó có đỉnh nhọn như thế này. Đỉnh nhọn thì máy in nó sẽ khó in lắm, đỉnh nhọn như thế này. Và thứ hai là cái vật như thế này thì nó sẽ cần support. Support là cái phần in ra để mà đỡ cái vật in. Sau đó mình sẽ, khi mà máy in xong á, mình sẽ tháo cái support nó ra. Thì cái phần tiếp xúc giữa support và cái vật này nó sẽ không được đẹp lắm. Đó, thì mình sẽ hạn chế support. Thì mình in support cũng được thôi, nhưng mà mình hạn chế để cho cái vật in ra nó sẽ đẹp hơn và chăm chút hơn. Đó, thì mình muốn slicer slide như thế này. Rồi đây là toàn thể cái vật, nó sẽ truy xuất ra những cái đường line. Đó, đường line in như thế này. Thì mình muốn, đây là hình ảnh tổng thể, thì muốn coi từng lớp như thế nào thì mình bấm vào show layer range như thế này. Đó, nó sẽ cái điểm như thế này, cái đỉnh đó mình sẽ chọn zoom objects to fit đây. Đó, cái điểm nhỏ xíu như thế này. Bây giờ mình muốn cho nó lên layer đầu tiên, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, cứ lên như thế này, mình kéo cái này. Đó, mình kéo ra, mình giữ cái này là mình nhấn cái con lăn của con chuột á. Đó, để mà di chuyển và lăn con chuột để phóng to thu nhỏ. Đây, vậy là hoàn thành sản phẩm In3D của mình. Và mình save này vào cái thẻ SD và đưa vào máy anh thôi.